Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Muốn lòng thân sạch tự nhiên, cứ uống một cốc nước này, thân khỏe lại dư dáng thon gọn, nuột nề. Đây là những loại nước uống giúp lọc thận sạch và giữ cho dáng vóc cân đối mà bạn nên uống hàng ngày. Trà nghệ. Nghệ vốn là một chất chống viêm mạnh mẽ và giúp ngăn chặn tình trạng viêm liên quan đến bệnh thận mãn tính, giúp lọc thận tự nhiên. Củ nghệ còn ngăn chặn rò rỉ ruột, lại có tác dụng cực tốt với làn da. Củ nghệ cũng làm giảm khuyết áp, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận. Ngoài ra, nó còn cải thiện chức năng gan. Bạn nên uống trà nghệ mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh. Nước chanh. Nước chanh có tính axit tự nhiên, làm tăng nồng độ xi chảy trong nước tiểu, ngừa sỏi thận vô cùng hiệu quả. Uống nước chanh còn giúp bạn thanh lọc cơ thể và rất tốt cho quá trình giảm cân. Nước ép củ cải. Lọc thận tự nhiên không thể thiếu nước ép củ cải. Nước ép củ cải là một chất làm sạch thận tuyệt vời và cũng giúp cải thiện gan hiệu quả. Loại nước ép này giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do và làm tăng độ axit trong nước tiểu. Điều này giúp loại bỏ canxi, làm giảm nguy cơ bị bệnh sỏi thận. Ngoài ra, củ cải đường còn hỗ trợ làm sạch máu hữu hiệu. Nước gừng. Gừng là một loại gia vị có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra nước gừng giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm viêm liên quan đến bệnh thận. Bạn có thể nướng gừng cả vỏ rồi đập dập, cho vào cốc nước nóng, đậy nắp trong 10 đến 15 phút, rồi cho thêm một chút mật ong thưởng thức. Trà gừng này sẽ giúp giảm ho, giảm hiện tượng ốm nghén, đồng thời giảm mức cholesterol và chống nhiễm trùng. Giấm táo. Giấm táo rất tốt cho sức khỏe và giải độc cơ thể, đặc biệt là thận. Các axit citric, acetic, phosphor trong giấm táo giúp phá vỡ và ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Nước ép rau quả. Các loại nước ép từ rau chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Các loại rau như cần tây, dưa chuột, rau bina, rau diếp rất tốt cho thận. Nước dừa. Dừa là thức uống giải khát và lọc thận tự nhiên. Nước dừa ít đường, ít axit, không calo và nhiều chất điện giải, thúc đẩy chức năng thận và giữ cho dáng vóc thon gọn. Thuốc quý từ đầu tới chân từ quả bầu. Quả bầu là loại rau ăn có giá trị dinh dưỡng cao, mát, ngọt, thông dụng trong mùa hè. Đặc biệt, nó còn giúp phòng chữa các bệnh khi thời tiết nóng bức, ẩm thấp như mụn nhọt ngoài da, ho sốt, đái đỏ, táo bón. Quả bầu chứa protein, carbohydrate, chất xơ, các khoáng chất như canxi, sắt, phosphor, kali, natri, đồng, kém, selen, vitamin E, B1, B2, B6, B12, C, D, E, v.v. Thịt quả bầu vị ngọt, tính hèn, có tác dụng giải nhiệt, trừ độc, mát máu, chứa đáy sắt, tiêu sỏi, trừ thủy thủng phù nề, mụn nhọt, tiêu khét, đái tháo đường, tiêu các loại viêm nhiệt ở phổi gây ho, tiêu chảy, tắc mật gây vàng da, tinh hoàn sưng đau. Lá vị ngọt, tính bình, hoa và tua cuốn, có tác dụng tắm cho trẻ ngừa bệnh ngoài da, rôm sảy, sởi, mụn nhọt. Hạt chứa răng đau lung lay, tụt lợi. Bầu được dùng làm thuốc chữa các bệnh. Đai sắt. Quả bầu 50g, rau má 30g, rau ngô 10g, rễ cỏ chanh 20g, sắc nước uống. Bí tiểu tiện. Quả bầu 200g, hành củ 5 củ, cải lá rế, sắc nước uống. Chứa phù thúng,
dùng cả quả, vỏ thịt, hạt, sắc với giấm chua, lấy nước uống. Cổ trướng, máng nước, bầu tươi 50-100g, đun nước uống. Hoặc phối hợp với vỏ bầu, vỏ bí đỏ, vỏ dưa hấu, vỏ mướp, nấu nước uống. Viêm gan vàng da, sỏi thận, tăng huyết áp. Bầu tươi 500g, da nhuyễn, vắt nước trộn với 250g mật ong, ngày uống 2 lần, mỗi lần 30-50ml. Chứa táo bón, quả bầu 50g, khoai lang 50g, đường đỏ 30g. Nấu nước uống 3 lần trong ngày, nếu không đỡ, uống liền 5 ngày. Trị mụn nhọt tái phát hàng năm vào mùa hè ở trẻ em. Trái bầu non nấu canh thịt heo nạc với lát gừng cho trẻ ăn. Sưng bìu rái căng bóng, trái bầu tươi nấu nước uống, ngậm rửa. Thủy thúng, phù cả mắt cá chân. Vỏ quả bầu mới, sao tán bột. Ngày uống 8-10g với nước sắc trần mì lúc đói. Tiêu chảy ra nước, nhiệt tả. Vỏ bầu một nắm, sao vàng sắc uống. Đầy bụng không tiêu. Vỏ bầu khô hầm trong nồi kín, cho thành than tán mịn. Mỗi lần lấy một thìa to uống với nước ấm. Cho vài lát gừng càng tốt. Đái tháo đường. Vỏ bầu già khô, nấu nước hoặc nướng giòn tán bột để uống. Phế nhiệt sinh ho. Bầu 50g, đun nước uống thay trà trong ngày. Rong huyết sau đẻ. Vỏ bầu già khô, lấy mảnh vỡ cũng được, đập nát, đốt thành than tán bột, uống với nước. Bệnh ngoài da, lở ngứa, rôm sảy, phòng sảy đậu ở trẻ em. Dùng tư cuốn dây bầu nấu với nước để tắm rửa. Bổ thận chữa đau lưng. Hạt bầu nấu canh bầu dục heo, ăn cả cái lẫn nước. Viêm lợi miệng, tụt lợi, răng lung lay, sưng mọng răng. Hạt bầu 30g, đun nước ngập, súc miệng. Sản phụ thiếu sữa. Hạt bầu bỏ vỏ, sao vàng 40g, đậu đỏ 100g, gạo nếp 100g, nấu cháo ăn hàng ngày. Có thể hầm cùng móng giò heo. Nho là loại trái cây chứa vô số các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, chất khoáng và vitamin, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Điều trị đau nửa đầu. Nước nho chín là một công thức tại nhà tuyệt vời để điều trị các cơn đau nửa đầu. Bạn nên uống nước nho vào buổi sáng, không pha loãng với nước. Tuy vậy, uống rượu vang nho lại là một nguyên nhân gây đau nửa đầu. Còn nước ép nho và tinh dầu hạt nho lại là phương thuốc hữu hiệu. Hỗ trợ tiêu hóa. Nho giúp giảm nhiệt, điều trị khó tiêu và kích ứng dạ dày. Nho được ưa chuộng hơn các hình thức hỗ trợ tiêu hóa khác vì nó được xem là một thực phẩm dịu nhẹ. Điều trị táo bón. Nho rất có hiệu quả trong việc điều trị dứt điểm táo bón. Nho được xếp vào nhóm thực phẩm nhuận tràng nhờ chứa các axit hữu cơ, đường và cellulose. Nho còn giúp làm dịu chứng táo bón mãn tính bằng cách hình thành các cơ ruột và dạ dày. Phòng ngừa bệnh tim mạch. Nho làm tăng hàm lượng oxit nitric trong máu, giúp ngăn hình thành các cục máu đông. Nhờ đó, nho là một giải pháp hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa có trong nho giúp ngăn sự oxy hóa cholesterol LDL, một chất làm tắc các mạch máu và là nguyên nhân chính gây các vấn đề về mạch vành. Tăng cường thị lực. Lợi ích sức khỏe được biết đến nhiều nhất của nho là tăng cường thị lực. Nho giàu lutein và zeaxanthin, các chất chịu trách nhiệm duy trì đôi mắt khỏe mạnh khi ta già đi.
giảm cholesterol trong máu. Nho chứa chất tyrosterbin có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Tyrosterbin có liên quan mật thiết đến resveratrol, một chất chống oxy hóa có lợi có trong nho. Tăng cường trí nhớ. Resveratrol, một chất polyphenol có lợi có trong nho, làm giảm hàm lượng peptide amyloid ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nho có thể cải thiện sức khỏe não bộ và làm chậm sự phát tác của các triệu chứng thoái hóa thần kinh. Điều trị bệnh hen suyễn. Nhờ có giá trị trị liệu cao, nho có thể được sử dụng để điều trị bệnh hen suyễn. Thêm vào đó, nho còn có khả năng cấp nước, giúp tăng độ ẩm của phổi và giảm các tần suất các cơn hen. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.